Hello, xin chào anh chị em và các bạn. Lợi Minh đã về, đã trở lại nước Mỹ và sẽ lợi hại hơn xưa. Lợi Minh rất là vui có được những người anh em như anh chị em các bạn trên cộng đồng mạng. Thì phải nói là rất là vui, một chuyến đi về quê hương lần này, một cái sự trải nghiệm được đi đâu ở đây và được gặp anh chị em các bạn để hiểu rõ hơn về cuộc sống ở quê hương mình như thế nào. Và rất là vui, nhất là gặp được những anh em cờ đỏ và một số được anh chị em các bạn đón tiếp. Lợi Minh rất là cảm ơn anh em cờ đỏ thành phố Hồ Chí Minh, anh em cờ đỏ Vũng Tàu, anh em cờ đỏ thủ đô Hà Nội, nhất là được đi thăm Lý Thái Đền, cái nơi thờ, nơi cái đền của Lý Thái Tổ, và được những cái nơi của thủ đô Hà Nội, và nó rất là vui. Thì bây giờ trở lại Mỹ, Lê Minh sẽ tiếp tục đấu tranh cho công cuộc đổi mới phát triển đất nước và chống lại những cái luận điệu xuyên tạc của những thành phần bao que, những thành phần chống cộng ô hợp. Chúng ta phải cùng nhau một lòng và để vạch mặt những cái lũ khốn nạn này nó đang xuyên tạc và chống phá. Tôi sẽ không khoanh tay mà ngồi nhìn để những cái thành phần này nó tiếp tục chống phá quê hương đất nước của mình. Tôi hứa với các anh chị các bạn, tôi sẽ đấu tranh với tụi nó tới hơi thở và giọt máu cuối cùng của tôi. Tôi không sợ đâu. Tôi trở về thấy tụi nó hăm dọa cũng dữ dằn lắm. Nó gọi điện thoại nó để về, thấy nó để message dọa nó giết, làm đủ kiểu đủ cách. Ông cha nó ở Mỹ mà sao nó ngu dữ vậy. Đọc cái những cái comment, những cái những cái mà nó nhắn tin trong cái điện thoại. Mới vừa về tới Mỹ là thấy nó nhắn tin mình bắt cười, rồi mấy anh này nó ngu sao á, nó bị khùng. Nó làm như Mỹ không có luật pháp vậy. Nó làm như Mỹ là vô luật pháp vậy. Nó làm như nước Mỹ của ông cố nội cha nó để lại vậy. Mấy thằng này nó bị khùng cái gì không? Sao nó nói mình, khi mình ngồi tôi suy nghĩ hoài không ra, khi gãi cái đầu luôn á, suy nghĩ không ra luôn á, toàn là cái thứ gì đâu không à. Nó làm như nước Mỹ nó muốn dọa giết ai, nó dọa. Cái nước Mỹ người ta có cái gọi là First Amendment, nó trong cái hiến pháp Mỹ nó là quyền tự do ngôn luận của mỗi một công dân Mỹ trong cái khuôn khổ hiến pháp của Hoa Kỳ. Chứ nó đi tranh đấu dân chủ cái kiểu gì kỳ cục vậy. Mình nói không đúng theo nó, không theo nó thì nó đòi giết, nó đòi làm đủ kiểu đủ cách hết. Mấy đám này nó tiêu rồi. Cái Facebook của tôi thật sự ra thì FBI họ đang sử dụng á, cho nên tôi đâu có giỡn mặt được. Mấy tụi này nó công nhận nó sống ở Mỹ mà nó bị cái gì, nó nghĩ cái nước Mỹ này vô luật pháp đến một cái mức độ mà kinh khủng. Nó nghĩ nó bị cái gì á, mất người tiêu tiếu được chưa. Thôi đi, báo cáo anh chị em các bạn, Lợi Minh đã về tới Mỹ và Lợi Minh hứa sẽ lợi hại hơn xưa nữa. Tôi sẽ tranh đấu, tôi sẽ không làm các bạn thất vọng về Lợi Minh gì đâu. Tôi trở về Việt Nam rồi tôi cảm thấy càng thấy yêu mến cái quê hương mình nhiều hơn bao giờ hết. Không phải đây là lần đầu tiên tôi về. Tôi về rất là nhiều lần, nhưng mà đây là một cái lần mà về rất là đặc biệt. Gặp được những người anh chị em và các bạn là những người có cùng chung chí hướng. Các bạn đã cho Lợi Minh một cái sự gọi là khích lệ rất là nhiều. Phải nói là cảm ơn các bạn những cái tình cảm mà
anh chị em các bạn dành cho Lợi Minh. Lợi Minh rất là cảm động. Đối với Lợi Minh không có gì bằng ở quê hương của mình. Cái đất Mỹ này chỉ là một cái xứ của người ta. Mình đến đây mình để học hỏi, để rút tỉa những cái kinh nghiệm trong cuộc sống, chứ không phải lên đây mà để đội Mỹ trên đầu. không phải đội Mỹ trên đầu giống như cái lũ mà ba que chống cộng ổ hộp. Tụi nó bị khùng cái gì á. Tụi nó bị khùng. Nhiều lúc tôi cứ gãi đầu hoài, không biết sao chắc kỳ vậy. Nó lại dọ tôi, nó giết tôi đủ kiểu đủ cách. Mắc cười được chứ. Vậy mà cũng đi bảo là dân chủ tự do, ngôn luận nhân quyền, kiểu gì kỳ cục gì không biết. Quái đảng thì. Chúng ta cần phải vạch mặt những thành phần này. Tôi kêu gọi những người kiều bào, là những người Việt Nam đang sống trên đất Mỹ này, chúng ta hãy cùng nhau một lòng và đứng lên chống lại những cái thành phần ba que ô hợp này. Tụi nó đang làm bôi nhọ những người Việt đang sống ở hải ngoại. Tôi mong rằng tiếng nói của tôi sẽ có đủ cái uy tín để đặng mà kêu gọi những người yêu nước chân chính. Tôi sẽ tiên phong. Tôi sẵn sàng làm tất cả những gì khả năng tôi có. Tôi rất là cảm động. Rất là những một số anh chị em các bạn ở Mỹ có cho tôi số điện thoại và có nhắn tin tôi đây và muốn kết bạn với tôi. Tôi sẽ giữ bí mật những cái tên tụi các bạn vì tôi không muốn tụi ba que nó làm phiền hay gây khó. Chúng ta phải đoàn kết với nhau, phải cùng nhau làm sao để bạch mặt cái lũ khốn nạn ba que chống cộng cực đoan này. Chúng ta không thể nào để cho tụi nó tiếp tục xuyên tạc và phá hoại đất nước mình được. Nhân dân, người dân trong nước đang sống trong bình yên. Đảng và nhà nước đang tạo cơ hội rất là nhiều cho những người dân Việt Nam trong nước để họ có những cuộc sống tốt hơn. Và chúng ta không thể nào mà khoanh tay ngồi đó nhìn tụi nó phá hoại, xuyên tạc cái công cuộc phát triển và đổi mới đất nước được. Chúng ta hãy cùng nhau vì những thế hệ mai sau, vì tương lai của đất nước. Hơn 43 năm trước, bánh xe lịch sử của cha anh chúng ta đã nghiền nát cái lũ khốn nạn này. Và hôm nay chúng ta phải đoàn kết nhau, phải nghiền nát cái đám chó má này. Tụi nó đang xuyên tạc, phá hoại cái đất nước của mình, phá hoại sự bình yên, phá hoại cái công cuộc đổi mới, phá hoại cái sự đoàn kết dân tộc. Thôi thì Lệ Minh đã về đến đất nước Hoa Kỳ và tiếp tục cuộc sống hàng ngày và sẽ cùng các bạn tranh đấu mọi lúc mọi nơi. Các bạn, anh chị em và các bạn tin tưởng đã đặt những cái niềm tin và những cái sự tin tưởng nơi Lợi Minh này. Và Lợi Minh này hứa với anh chị em các bạn sẽ không bao giờ làm cho anh chị em và các bạn thất vọng về Lợi Minh. Tuyệt đối luôn luôn đặt lợi ích của dân tộc lên trên hết và tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng và nhà nước Việt Nam ta hiện nay trong cái công cuộc phát triển đổi mới, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng. Xin chào anh chị các bạn, cũng như chúc anh Danny đã về tới Việt Nam, mong rằng anh sẽ có chuyến đi thật là ý nghĩa. Và một số anh chị em cũng đang có những cái chuyến đi đang về Việt Nam cũng cho tôi biết. Tôi mong rằng anh chị em các bạn sẽ có một chuyến đi trở về quê hương thật là tràn đầy ý nghĩa, nhìn thấy quê hương đất nước và con người Việt Nam chúng ta đang sống trong hòa bình và họ đang phấn đấu để vươn lên từng ngày và từng giờ. Đất mẹ Việt Nam luôn luôn vang tay đón chào những người con trở về. Và chúng ta là những người yêu nước bằng trái tim, chúng ta cần phải sống cho nó thực tế và thực dụng, nhất là cái đất nước Hoa Kỳ này.
nó đã dạy cho chúng ta một cuộc sống thực dụng và thực tế. Không nên sống trong sự quan tưởng và ảo tưởng như mấy cái đám chống cộng cực đoan ô hợp, những thành phần của chế độ cũ họ tiếp tục ngoan cố để rằng mà chia rẽ cái tình đoàn kết dân tộc. Họ nhắm vào những cái nan đề của một cái xã hội hay là một cái vấn đề nào của trong cái đường lối chính trị lãnh đạo của đảng để họ xuyên tạc và làm suy yếu cái niềm tin của người dân nơi đảng và nhà nước ta hiện nay. Đấy. Chúng ta là những người yêu nước, chúng ta có cơ hội đi ra nước ngoài, chúng ta học được những cái văn minh, những cái hay mà hiện nay Mỹ và Việt Nam là một quốc gia có phái bộ ngoại giao, có một cái đường lối và là gì lợi ích giữa hai dân tộc với nhau. Chúng ta cần phải mạnh dạn lên tiếng và chống lại những cái thế lực của chế độ bao que xỏ lá mất dạy này. Tụi nó đang tìm đủ mọi cách để xuyên tạc và chống phá đất nước. Mặc dù phải nói là Lợi Minh rất là cảm động khi có anh chị em các bạn ủng hộ Lợi Minh. Các bạn luôn là những cái niềm tin, là niềm tự hào của Lợi Minh. Các bạn luôn là những cái gì mà khích lệ Lợi Minh. Xin chào các bạn nha. Hẹn gặp lại sau. Chúc anh chị em các bạn một ngày mới ở quê nhà với những thành công mới và cuộc sống mới, luôn luôn phấn đấu và vươn lên học hỏi để mình tiến bộ hơn. Xin chào thân ái anh chị em các bạn.